Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại Phát Vũ Vlog nha cả nhà. Đó là khung cảnh buổi sáng tại mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh luôn cô chú anh chị ơi. Quá trời đông mà cô chú anh chị khán giả này cả nhà. Cô chú anh chị. Rất là đông bà con cô bác đến viếng mộ luôn cả nhà. Chị để đâu rồi vậy chứ cây chị? Mình của chị thì cho quay cận cảnh chỉ quay từ xa không biết, nói chung là quay đi trước tới nhà chị không lo này giống như là cô đi trước mình 15 phút vậy mà đi sau tư là người báo không cần clip tư trả chỗ này chưa được tiếng buồn trung tâm là ở nhà hát sân vận của cô quá đông khán giả đến rồi cả nhà ơi. Rồi cô chú cho mèo giống như con ngục dầu không. Đông bà con cô bác đến luôn cô chú anh chị ơi, nay là sáng chủ nhật rất là đông khán giả đến viếng mộ cầu năm. Cô có một cô từ nhà của cầu năm Vũ Linh nè cả nhà, chị Hồng Loan chờ đến mộ cầu năm nè cả nhà. Chút xíu nữa thì chị Hồng Loan sẽ xuống nha cô chú anh chị. Thì em thấy trên bàn thờ rất là nhiều trái cây nha, vải, mãng cầu đó cô chú anh chị, rất là nhiều luôn cả nhà đó cô chú anh chị. Giờ thì chị Hồng Loan đã xuống rồi cô chú anh chị ơi, em ra phía bên ngoài quay cho cả nhà mình xem nha. Chị Hồng Loan đã đến mộ của cầu năm Vũ Linh rồi cô chú anh chị. Đây. Dạ, trực tiếp chị Hồng Loan xuống xe cả nhà. Đây, chị Hồng Loan đến rồi cả nhà. Đó, chị Hồng Loan xuống rồi cô chú anh chị. Xuống rồi cả nhà. Lát họ đi coi tình hình của cô về kia cô chú ủng hộ ha. Cô bạn tỉnh ngoài đi vô giác xuống kia. Chị Hồng Loan này cả nhà, chị Hồng Loan rồi đốt nhang cho cô chú chị. Thứ sáu ghế nhà mua được không tham gia do chú không gặp ai nữa. Chị ít dù để đây chị. Ủa cái cô đó quen với chị hả chị mà? Không, con gặp cô chào thôi. Dạ. Mình thấy đợi chị xuống thắp hương chung á. Nãy giờ đứng ở đợi chị á. Anh chị em đoàn xuống là tắt mặt lo lao bàn thờ liền cô chú anh chị. Sau khi lao bàn thờ thì em chắc chắn là sẽ lao mộ. Sau khi lao mộ thì sẽ thắp hương vòng vòng bên kia là anh Hải đây nè. Anh Hải là cả nhà chồng của chị Hồng Loan.
của chương trình. Thì ông đang lao dọn nhà của ba ông nghệ sĩ ưu tú của Linh.